Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, thời gian qua, thành phố Kon Tum tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tình trạng tảo hôn hiện còn xảy ra tại một số thôn làng trên địa bàn thành phố Kon Tum, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Với đặc thù, địa phương có gần 70% người dân tộc thiểu số. Tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Gia Chiêm, một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về công tác phòng chống tảo hôn, chưa theo dõi sát sao sự phát triển của con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nên tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra. Thì trước đây nó còn đi học á, thì cũng nói là cũng dặn dò nó đi chơi ở đâu thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ, rồi học thì cô cố gắng học, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương để sau này phải khổ. Mà nó không có nghe, trẻ con mà họ đi chơi mà đâu, mình đã ở nhà mình đâu có biết cái gì đâu. Thì cũng cấm cản nó thế này thế kia, nhưng mà nó có bầu rồi, biết làm sao, cho lấy thôi. Để hạn chế và tiến tới không còn tình trạng tảo hôn, xã Gia Chiêm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 18 và phụ huynh vào các sáng thứ hai chào cờ hàng tuần, đồng thời thành lập câu lạc bộ với thành viên là hội viên phụ nữ. Trong thời gian vừa qua thì đối với loạt thôn cũng có tuyên truyền với bà con sáng thứ hai chào cờ hàng tuần, đây cũng gọi là cũng có tuyên truyền cho bà con. Và nhiều hơn nữa, trong khi mà phát động vừa rồi là có các ban ngành đoàn thể của xã cũng xuống tuyên truyền cho bà con những cái nội dung mà cái tảo hôn của trong thôn. Tình hình trong thôn cứ mỗi năm là nó xảy ra là cứ một cặp vậy, là tình trạng này vẫn còn xảy ra. Ủy ban nhân xã thì phối hợp chặt chẽ với mặt trận các đoàn thể. Thứ nhất là việc tuyên truyền thực hiện thường xuyên vào thứ hai chào cờ đầu tuần luôn tại khu dân cư. Thứ hai nữa thì là hàng quý, hàng tháng thì có in cấp phát một số tờ rơi gửi cho các hộ gia đình mà có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên. Thứ ba là thực hiện tuyên truyền ngay từ khi còn đang ở trên ghế nhà trường, từ học sinh cấp 2. Để học sinh nắm biết hiểu về vấn đề tảo hôn. Để thực hiện tốt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum chọn thôn Con Rờ Bàng 1 làm điểm để triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. Phân công cán bộ phụ trách nhóm hộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. Địa phương thực hiện lồng ghép các chương trình chính sách, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, sinh hoạt ngoại khóa về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ, xã, thôn, đại diện các tổ chức đoàn thể, người có uy tín, người dân và học sinh. Đối với là thôn trưởng thì tôi cũng tuyên truyền, cũng đi tập huấn xong rồi về tuyên truyền cho bà con vào sáng thứ hàng tuần. Còn đối với người kinh thì tuyên truyền vào nhóm Zalo của các nhóm hộ, và khi mà đi tuyên truyền như thế thì nhân dân cũng nhận thức, và hiện tại thì ở thôn chưa có hôn nhân cận huyết thống cũng như là hôn nhân cũng như là tảo hôn. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ đi ngược với thuần phong mỹ tục của người Việt mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, để lại nhiều hậu quả đối với xã hội và mỗi gia đình. Việc tăng cường công tác tuyên truyền trong cộng đồng người dân tộc thiểu số giúp nhận thức của bà con từng bước nâng lên, qua đó giảm các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống qua từng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như là tuyên truyền trên các cái bảng pano, qua các cái tờ rơi, tờ gốc, hoặc là tại các cái hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở tại các cái xã và các cái trường có học sinh dân tộc thiểu số theo học. Ngoài vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền rồi thì chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn
rồi để hướng dẫn các cái biện pháp, giải pháp thực hiện các cái công việc liên quan tới phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Để giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thành phố Kon Tum, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, người có uy tín. Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh để răn đe các trường hợp vi phạm, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.